Trên đây là mình đang cầm một cái đầu thu sóng là của bộ Miro 360. Và mặt trước của nó đây là có công tắc nguồn. Đây nó chia làm hai tay micro á. Đây có volume tăng với lại volume giảm. Nút giữa là nút sát, đồng thời nó cũng lock tay mic luôn. Rồi mặt giữa là cái mặt đồng hồ hiển thị cho hai tay mic hai bên. Đây cái nút IR là nút xác tần số. Thì đây cũng tương tự bên cái này thôi. Đây là có cái hai găng tay. Nó sẽ thu sóng tốt hơn cho các bạn để cắt cho nó trôi chảy khỏi bị nét sóng rụt ra. Và nó cũng có một cái lỗ cắm jack 6 ly như thông thường vậy á. Còn bên đây nó chỉ là hai cái jack Canon cho các bạn muốn chỉnh hai kênh truyền điện. Đây là cái nguồn của nó. Đơn giản thôi các bạn. Rồi cái tay mic đây nó cũng có nút nguồn tắt mở ở đây luôn. Mình sẽ mở lại cho các bạn coi. Hai pin thì nó đơn giản. Âm thì vô trước rồi đến dương. Còn đây là cái nguồn của nó nè. Rồi mình cắm vô đây. Mình đồng vô điện bình thường. Đây có chắc 6 ly, tờ này gắn vô cái ngõ Canon là 6 ly. Còn không ạ, âm ly bình thường mình xài 6 ly cho 6 ly. Một đầu mình gắn vô đây, một đầu còn lại là mình gắn vô âm ly bình thường. Đây là hai cái antenna của nó. Bỏ vô đúng chiều của nó nha. Bỏ vô đúng chiều, tại vì ở đây là nó có cái hai cái đỉnh này, hai cái đỉnh tương ứng với lại nha. Hai cái cục gù này này nha các bạn. Mình sẽ đúng bỏ đúng chiều của nó. Để vô đúng chiều rồi mình dần dần nhà một cái. Rồi. Cái này nó có thể xoay được 360 độ nha các bạn. Bỏ sợ bị gãy. Đó. Vậy đã xong cách gắn video.